Phan Nam ở miền Bắc chuẩn bị hành lý vào Cần Thơ làm một việc. Mới tham gia vào gia đình xanh đọt chuối 3 tháng, nhưng show diễn nào của Hồ Văn Cường cũng có mặt. Kính thưa quý cô chú anh chị và các bạn, một fan nam có tên Nguyễn Hanh ở Hải Dương, người dành rất nhiều tình yêu thương cho cháu Hồ Văn Cường, mới đây đã có bài viết chia sẻ về những lần đu show của Hồ Văn Cường. Người fan này viết: "Mình theo dõi mấy ngày nay trên các trang nhóm cũng như mạng xã hội rầm rộ về các thông tin chia sẻ của mọi người chuẩn bị đến show của con tại Cần Thơ. Mỗi người có những cảm nhận khác nhau, biểu hiện trên trang cá nhân của mình, mục đích vẫn là yêu thương con và dành cho con tình yêu tốt đẹp nhất, mình cũng là fan trong số đó. Đã yêu thì không cản được nỗi lòng mong đợi mỗi ngày bên con, cho đến giờ phút chót. Mình chuẩn bị hành trang lên đường, bay vào Cần Thơ cùng với mọi người để đến bên con. Sự mong đợi đó, đến giờ chuẩn bị đi, mình mới bày tỏ nỗi lòng tâm sự thực của mình. Mình bước chân vào gia đình xanh đọt chuối được 3 tháng, mình đi show đầu tiên ngày 25 tháng 3 tại Đà Nẵng và show thứ hai ngày 30 tháng 4 tại Đà Lạt. Nhưng mình vẫn thấy thiếu hụt, nên lần này mình đến bên con tại Cần Thơ, mảnh đất vùng Tây Nam Bộ mà mình chưa từng đặt chân đến. Dù khác tỉnh Tiền Giang nơi con sinh ra, nhưng vẫn là miền Tây sông nước. Mình đã từng được nghe, nên mình quyết định đi tiếp. Vì đặc biệt hơn, để mình lưu ý và ghi nhận ngược dòng thời gian. Về miền Tây là bài hát con đang là thí sinh đã thể hiện. Mình nghĩ lại cuộc thi Idol Kids, con hát rất thành công, làm bao trái tim khán giả cảm mến và yêu thương con. Tiếp đến là bài hát Tiền Giang quê tôi, khi con trình bày xong ca sĩ Tóc Tiên là người cười nghiêng ngả, cô không biết nói gì, chỉ muốn về quê con có đồng ý không? Con gật đầu nhoẻn miệng đồng ý, chứng tỏ bài hát của con đã rất thành công. Tiền Giang quê con đã ghi nhận một ước mơ của một cậu bé trước khi tham gia chương trình. Ước mơ của con là sau này con sẽ trở thành ca sĩ, nhưng con không biết con có học được hết lớp 10 không. Viết dòng cảm xúc đến đây, mình lại rưng rưng nước mắt vì cảm động. Những ước mơ nhỏ bé của cậu học trò ngày nào tưởng không thành, nhưng ngay tối mai, mình được đi show diễn trực tiếp của con trai. Ca sĩ Hồ Văn Cường và là chàng sinh viên năm thứ 2 của trường Đại học Hoa Sen. Bây giờ đã là hiện thực, con vượt qua bao nhiêu gian khó. 7 năm vất vả rèn luyện, khó khăn ngàn trùng con vẫn vượt khó vươn lên, với thân hình khiêm tốn hơi nhỏ bé như cây phi lao đứng trước gió. Con tỏa sáng bằng dòng nhạc dân ca, để cho bao nhiêu trái tim phải thổn thức. Mình cũng mong con cháu mình và lớp trẻ biết đến anh Hồ Văn Cường là một tấm gương đi lên từ đôi bàn chân vượt khó, vươn lên, biến ước mơ thành hiện thực. Nên show diễn này, mình đến bên con và cũng như mọi cây chuối khác, đến bên con bằng cả tình yêu thương che chở, đồng hành cùng con. Mình mong và chúc cho những cây chuối ở nhà dù thời tiết vào mùa hè hơi khắc nghiệt, mọi người hãy giữ gìn sức khỏe, ủng hộ cho mình và mọi người, cũng như show diễn của con thành công tốt đẹp. Hẹn mọi người vào đêm diễn nhé! Mình là fan Hồ Văn Cường Hải Dương. Trước tình cảm yêu mến của fan nam này dành cho Hồ Văn Cường, nhiều cư dân mạng bình luận: ngưỡng mộ tình cảm vượt khoảng cách của cây chuối Hải Dương, đọc bài viết của chú, thấy chú là người đàn ông thật tình cảm và ấm áp. Chúc chú có chuyến đu show vui vẻ, thượng lộ bình an. Một cây chuối đầy tình yêu mến, một ca sĩ Hồ Văn Cường, vì con xứng đáng được hàng vạn khán giả trong và ngoài nước yêu thương. Chúc anh thượng lộ bình an. Miền Tây rất hân hạnh được đón tiếp đại gia đình xanh đọt chuối thân thiện, yêu thương tình cảm nhất. Kính thưa quý cô chú anh chị và các bạn, Hồ Văn Cường quán quân cuộc thi âm nhạc nhí Việt Nam Idol Kids 2016. Từ khi nam ca sĩ bắt đầu tham dự cuộc thi âm nhạc đó cho đến nay, thì cái tên Hồ Văn Cường chưa bao giờ ngưng là tâm điểm chú ý của dư luận xã hội. Mới đây, trang báo điện tử VTC News, một kênh thông tin đài tiếng nói Việt Nam, đã đưa tin về em Hồ Văn Cường. Cụ thể thì trang báo này viết: Hồ Văn Cường thay đổi thế nào từ khi được Ngọc Sơn nâng đỡ? Thời gian gần đây, nam ca sĩ trẻ được nhận xét ngày càng điển trai và sở hữu gu ăn mặc sành điệu hơn trước rất nhiều. Thời gian vừa qua, Hồ Văn Cường nhận được sự giúp đỡ của danh ca Ngọc Sơn và Bầu Thụy. Giọng ca cõng mẹ trở lại showbiz, nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Ngọc Sơn nhận xét, Hồ Văn Cường là chàng trai chân thành lễ phép và có chí cầu tiến. Ca sĩ trẻ có chất giọng lạ, nhiều cảm xúc, dễ dàng chinh phục khán giả, lại có niềm đam mê mãnh liệt với nghề hát và khả năng tiếp thu nhanh. Không chỉ sự nghiệp đang dần khởi sắc, ngoại hình của Hồ Văn Cường cũng được người hâm mộ nhận xét là thay đổi theo chiều hướng tích cực. Theo dõi Hồ Văn Cường, khán giả thấy rõ nam ca sĩ gốc Tiền Giang ngày càng thăng hạng về diện mạo thần thái. Xuất hiện trong một đêm nhạc ở Đà Nẵng mới đây, Hồ Văn Cường diện bộ vest đen bành bao. Từng đen nhẻm và bị chê xấu xí,
Hồ Văn Cường nay lột xác đến ngỡ ngàng nhờ tăng cân và thay đổi gu thời trang. Ngoài những bộ vest lịch lãm khi đi diễn, phong cách thời trang thường ngày của nam ca sĩ cũng rất sành điệu, phù hợp với lứa tuổi. Quán quân thần tượng âm nhạc Nhí thường xuất hiện với gương mặt tươi tắn, thần sắc vui tươi. Sau thời gian ở ẩn, anh hiện cũng tự tin hơn khi biểu diễn trên sân khấu. Hiện tại Hồ Văn Cường đã có nhà riêng và sống cùng ba mẹ ruột tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh vẫn đắt sâu khi đi hát. Nam ca sĩ trẻ cũng có cả một lực lượng fan, bao gồm đủ mọi lứa tuổi ủng hộ ở khắp nơi. Sự thay đổi về ngoại hình cũng là một bước tiến mới, giúp anh chinh phục được nhiều khán giả hơn nữa. Thưa quý cô chú anh chị và các bạn, thời gian gần đây không chỉ trang báo của VTC News đưa tin tích cực về Hồ Văn Cường, mà còn rất nhiều mạng báo khác cũng đưa tin về nam ca sĩ. Nhớ lại trước đây khi Hồ Văn Cường gặp phải những ồn ào trên không gian mạng, khiến cho nam ca sĩ trẻ gặp phải những khó khăn nhất định khi bước vào cuộc đời mới. Mới đây một fan của Hồ Văn Cường chia sẻ một câu chuyện về thời kỳ đó. Một hôm con gái nói, mẹ ơi mẹ con nè, coi Hồ Văn Cường của mẹ nè, người ta chửi quá trời nè. Răng dứa con, hắn dễ thương mà, mô đưa mẹ coi. Vậy là tôi bắt đầu lên mạng tìm và xem tất cả những gì người ta nói về con. Và tôi đã không thể tin được những con người xấu xa kia có thể chà đạp thằng bé một cách tàn nhẫn đến vậy. Tim tôi đau thắt, tôi đã khóc thật nhiều. Trời ơi, một thằng bé ngoan hiền chất phát được sinh ra trong một gia đình nông dân lam lũ. Tuy còn nhỏ nhưng đã biết đi hát để lấy tiền đưa cho ba mẹ. Một thằng bé gặp ai cũng ôm, gặp ai cũng chào, luôn thân thiện với mọi người. Nhìn thằng bé cam chịu thiệt thòi, chứ không chịu mở lời để thanh minh cho mình. Hỏi ai không đau lòng. Nhớ về những ngày trước, không chỉ mình tôi mà rất nhiều người đã bị thằng bé hút hồn ngay câu hát đầu tiên trên sóng truyền hình. Rồi cứ trông đến ngày cuối tuần để được nghe con hát và cuống cuồng bỏ phiếu cho con, còn kêu gọi cả nhà, cả bạn bè cơ quan bỏ phiếu cho con. Và kết thúc thì tên con cũng đã được xướng lên với giải quán quân mùa đầu tiên. Tất cả đã vỡ òa trong hạnh phúc. Nhưng ai ngờ sau những sản phẩm âm nhạc làm say mê lòng người như Bỏ Quê, Đêm Mưa Nhớ Mẹ, Tình Mẹ Cửu Long, Trà Vinh Miền Đất Phúc và những chuyến đi lưu diễn trong và ngoài nước. Nhưng trời cũng có mắt. Ở Hiền Gặp Lành, Bầu Thụy và Bác Ba đã giang tay chấp cánh cho con. Bên cạnh đó, sự cố gắng rèn luyện và nỗ lực không ngừng nghỉ của con đã đem lại kết quả ngày hôm nay. Con đã trưởng thành, đã trở thành một chàng trai tuyệt vời của nhà xanh chuối. Cảm ơn con đã vượt qua tất cả để hôm nay có một Hồ Văn Cường đầy bản lĩnh. Cảm ơn Bầu Thụy, cảm ơn Bác Ba Ngọc Sơn, cảm ơn đại gia đình xanh nhà chuối.